Ok, chào các bạn nha. Trời ơi, tiếp tục hôm nay làm cái clip solo với anh em cái. Ok, các bạn thấy chưa? Nhóm đây này. Nhiều người solo lắm. Có 3 4 bạn, có bạn Phong này, bạn Giáp, bạn Kha với bạn Thuận thì mình chưa biết solo với ai. Shop mình ngoài xem shop mình bán gì. Epic, trời ơi. Chị không bán, có bán Legend nữa rồi. Từ từ hôm nay mình sẽ gọi cái ác ngày về rừng nhá nha, gọi ác ngày về quân đoàn rồi mình sẽ không gọi quân đoàn này nữa. Bây giờ về quân đoàn kia chơi với anh em rồi. Đó anh em hiểu chưa? Việt Nam 1. Mình sẽ về với là ôi 49 trên 50. Gọi là người ta gọi là khít kìm khít luôn các bạn. Join. Lúc mà mình sẽ lấy lại cái chức chủ này nha bạn nha. Lấy lại chức chủ đây. Nào, ai solo tôi mời. À, nhắn tin mình có để phần đường link nhé các thứ ở dưới này nha anh em nhé. Anh em nào mà muốn lấy thì anh em có thể chơi nhá. Thử cái giác này mình sẽ này đi. Tiền Canon, bây giờ chơi công thành ạ. Hiệu ứng pháo nhâm thạch. Đấy, từ đã, pháo nhâm thạch phải có một phép lửa. Chơi thế mới hoành tráng bạn ạ. Chơi chết chôn. Giáp. Bắc cung rồi bạn này. Đẹp. Đó, ok cho bạn. Ok bạn, Việt Nam. Tôi vô rồi. Hello, phải Việt Nam không? Cái bằng chiêu vùm à, hôm nay mình sẽ thử thách nha bạn nha. Tượng này của mình không còn tiền nâng cấp lên level 8 rồi à. Ừ đúng rồi ok à, tiếp chiêu nhé. Ây da, tượng ấy hút chết con đá lên vào táo rồi. Đánh nhảy. Đùi. Ây da, chết rồi. Pháo mê tô của mình mới có level 9. Ôi, level 9 pha ke này. Đốt luôn. Yên tâm bạn ạ, mình cho pháo nhâm thạch đòn tử liễu rồi. Chết. Tử liễu. Khai văn hỏa. Tử liễu. Chụp lại ngựa. Nào, bắn tiếp này bạn này. Trời ơi, 2900 bọn này đã xuống còn 1000 bao nhiêu thôi. Mình cũng chưa bắn bộ bạc cùng rồi. Chờ bắn không tới nơi. Khai bằng hỏa. No, thua ra. Tổ lốc đâu rồi? Mỗi đường trên này bạn ơi. Yeah, bạn này có uy lắm. Thua rồi. Bạn này thua rồi. Cà cà.
Phong. Phong solo không? Loe bạn loe à. Ui trời ơi lại epic chán đời. Thế. Ui rồi lại được epic bạn ạ. Mừng mừng. Ok mình solo tiếp nào. Hello. Công thành của mình. Ui độc này rất là nâng cấp mà không lụ chiều. Nào đây, bạn loe, bạn giáp đây. Bắn. Chết thôi, bạn giáp mày là khó nhai lắm này. Bây giờ phải đánh cẩn thận, mình khả năng mình thua, mình không cầm cự được về lết nữa. Giáp này, đang solo với bạn giáp ở đây. Tiếp này. Con nào mới là con thật đây? Bạn này chơi cặp này khó quá bạn ạ. Không biết con nào con thật đây. Ok nhậu nha. Con vampire này tự chết. Bạn ấy chơi về sau khỏe mana quá bạn ơi. Ôi giời ơi xui thế, lửa mình vừa mới dùng nhỉ. Đó, lửa vừa mới dùng mà bạn xui xui bằng xui bằng văn xui văn ma luôn. Đó, ok, bây giờ mình nhát vào pháo đây à. Ok lắm rồi bạn ạ. Meto level 9 thấy ạ. Lên phiên rồi bạn ơi. Nạp lại năng lượng cái. Tươm cho phá này. Ôi trời ơi. Căn lửa chuẩn quá bạn ơi. Mình chơi kiểu này bạn ấy không có quân. À bạn mình không có quân để bạn ấy dùng đòn Phil Michael. Ui trời ơi. Giọt xét vệ. Ui dã cho quả pháo nhập thạch vào dòng. Ui trời ơi dòng. Chắc chắn là con thật mình đi đường trên này này. Đấy. Con dưới này một bạn này chia ba đường. Nếu mà chơi này phải chia ba đường đúng không bạn. Good game. Dã vừa sụp luôn bạn ạ. Bạn này chơi là chính là chơi cũng ghê chứ mình hốt bạn này chứ. Có ai solo nữa không? Solo tí cho vui nhỉ. Thân tâm mình mới level 8 thì hơi yếu bạn ạ. 849 849 đam còn cái này mới có 960 đam yếu quá. Nó 98 1007 rơi vào được hai cái viên này tấn công bằng 1008. Không solo công bằng này không được đâu. Mới rơi công bằng này mình chơi kiểu đáng này thua ngay bạn ạ. Nó vậy phải chơi cái đáng này là bạn này. Alo mẹ thử xem bạn giáp và nhắn tin gì đã. Đây 3839 bạn này hạ cúp nhá. Bạn này thật ra master 2 master 3 rồi. Hello. Tức giận cho phát nhỉ bạn nhỉ. Tức giận cái. Hay. Bực mình thế. Ừ.
Vâng, ngại rồi bạn ơi. Mà không biết cái pha này mình có cầm tố lốc không đây. Ôi, cái tượng cấp 7 không trụ bao lâu ạ. Cái tượng cấp 7 này không trụ được bao lâu luôn. Cay bằng quèn luôn đó bạn ạ. Chơi đội lên. Thua rồi bạn ơi. Quân này đúng rồi còn gì nữa. Solo lại đi. Nào lại đi bạn giáp này. Lại này, lại đi là mỹ chính thực. Sato mình có mà mình không dùng ạ, mình cảm thấy ghét ghét sật thì ghét anh Sato á. Saman mình là người không có này. Vì chăm chú vào cái những con nhân vật khác vậy. Chắc chắn con thần là con đường giữa rồi. Rồi mà một đường này là cảm ơn nhá. Từ bạn ơi. Chưa mày cổ. Yên tâm bạn ơi, mình có băng mà. Không, không chơi băng đâu. Thì hồi sinh. Rồi bạn ấy lấy lại được anh Sato mà bạn ơi. Băng lại bạn ơi. Tiếp thua rồi, lại thua rồi bạn ơi. Chơi quân khó chịu thật đấy. Mình cứ chủ quan đó bạn, chứ không là mình giết được hai con xương ấy rồi. Mình cứ chủ quan ra. Lại là không chủ quan nữa. Lại đây pha đấy mình lo hậu sự giết luôn Han Sương ngon. Cái lúc mà bạn ấy hồi sinh lại á. Đấy. Chủ quan là chết dở đấy. Hello. Chủ quan là chết dở mình đấy. Nhưng mà vào đó đó mà bạn hai hai có Storm đầu quá nhỉ. Chắc mình phải chơi Storm mà thay Storm vào ấy. Không thay Storm mà chết dở luôn. Tối lúc bạn này như level thấp rồi bạn này. Mình thấy bạn ấy giật về không có một hiện tượng gì luôn. Giật về ít ra phải có hiện tượng như. Đó, cái tượng này cho bán công rồi. Băng lại luôn. Ôi giời, băng là sai lầm ấy. Tự nhiên mẹ mình gọi bạn ạ. Chả hiểu mình cứ bị, mình hay bị có duyên mẹ gọi á. Lần nào cũng bị mẹ gọi á. Bực mình thật đấy. Từ từ nhận nha. Storm này nhưng mà mình định nâng cấp nhưng mà không còn tiền nữa mà nâng cấp Storm. Chuyện tanh đã. Đợi tí. Mình sẽ thay vào đó là chơi con này bạn ơi. Vua Diều.
con đá này bạn này. AD mình sẽ phải có một AD nhá nhá. AD chơi này đi. Ok nhá nhá. Vô. Vô. Bạn này vô rồi, bạn này vô nhanh thế nhỉ. Rõ ràng bạn Phong bạn solo mà quái không biết đâu à. Pha đám mẹ mình gọi. Bạn này hay bắt đầu chơi Storm chết rồi, mình như cũng không thay Storm vào rồi. Thậm chí cấp 4 có thể đánh thắng được cả những cấp cao của bạn. Nếu mà ra được Storm đầu mà không ai giết được à, toang rồi đấy bạn. Lần này phải chơi quân này bạn ạ, chứ không chơi quân kia là mình toàn bị bạn đấy chơi được quân mở đầu này ép thôi. Lui bằng lui. Phá nhanh thạch bọn mình trụ được rồi bạn ơi. Lui và lui pháo. Giã do quả level 9 vào thành bây giờ. Nào con nào là con thật đây. Em này phải con thật không? Đúng rồi. Vua Diều chém. Chơi băng. Đánh băng. Đánh băng. Hồi băng sinh. Bỏ Black Genie đi bạn ơi. Hồi máu chả làm cái tác dụng gì. Nhạy băng sói. Nhờn với sói pha ke level 5 mà. Yếu quá bạn, sói mình thấy những bạn bây giờ phải nói là cấp 6 rồi. Giật lui về đường giữa. Này bạn ơi. Được rồi, kết liễu bạn ơi, pháo của mình đủ kết liễu luôn. Đấy, quân mình thay quân này cũng được chứ. Storm mình định thay Storm vào con nhiều quá mình chả biết thay kiểu gì. Quân nào cũng thích dùng thì mình cũng chịu bạn ạ. Dừng mình thì ơi, mình muốn mình đợi x2 đâu bạn, các bạn biết bao giờ mới được x2 không? Để bạn ra solo tiếp, ok solo tiếp. Giáp bạn này là bạn giáp tên áp bạn này, tên là ngay bạn này rất nhiều ác các bạn này. 3839 là master 1 rồi đúng không? 3400 mà cái 9 đúng không? 3800 master 1 rồi. Đá level mình mới được 1400 bao nhiêu thẻ, gần được 1500 thẻ đấy bạn ạ. Chết rồi, mình không mang em tiên nữ các bạn. Ok, mình sẽ cho đá mình chết nhá bạn nhá. Cho đá mình chết luôn đi. Thả vua Diều đường trên này. Xem bạn đấy. Đúng rồi. Đó bạn ơi. Kêu Michael. Đấy, tính toán, tính bằng toán. Yên tâm ạ, đường trên khác có con để lo. Chắc chắn là vậy đứt. Pháo mình đứt rồi. Hồi sinh nha bạn ơi. Phượng Hoàng. Lui hết về. Vua Diều tanh đạn. Tanh bằng tanh luôn bạn ơi, tăng bằng tanh, bằng tanh, tanh bằng tanh. Chết rồi. Chết tất rồi. Ôi, vẫn hồi ra được con xương cấp 7. Con xương cấp 7 kia là con gì không biết. Này thì bà ma dê này. Gọi dòng nữa nha. Băng này, băng đường dưới bạn ơi. À,
Áo mê bằng tô. Phil Michael luôn. Giáp chúng tôi à? Rồng rồi bạn nhỉ? Có anh bằng sói luôn. Thôi rút về, mình không kịp gọi rồng rồi bạn ơi.